Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 16 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Như vậy là chúng ta đã trải qua 15 tập của Độc Bộ Thiên Hạ. 15 tập đầu cũng 15 tập đầu tiên xây dựng nên bối cảnh của Diệp Húc. Và bắt đầu từ tập 16, con đường của Diệp Húc đi sẽ bước ngoặt sang một rẽ mới. Và diễn biến của câu chuyện như thế nào? Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi tập 16. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ để lại một like, một share để ủng hộ cho Khánh Duy. Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Tiếp theo phần trước, lúc bây giờ Diệp Húc trở lại Diệp phủ Liễu Châu, hắn kinh ngạc ngây người một lúc lâu vẫn không động đậy. Những cao thủ thế hệ trước của Diệp gia bên đây so với hắn lại càng không chịu được, một đám như bùn điêu mộc tượng đứng ở tại chỗ, khiến cho gia nô người hầu Diệp gia nhìn xem nghị luận đến không ngừng. Chuyện gì vậy? Những lão tổ tông đi ra ngoài một chuyến trở về đều là có vẻ thất hồn lạc phách như thế kia sao? Ồ, phủ chủ dường như cũng rầu rĩ không vui, chẳng lẽ đã xảy ra đại sự gì rồi sao? Diệp Tư Đạo ho khan một tiếng, liếc nhìn một vòng. Những người hầu gia nô đó dùng mình, vội vàng cúi đầu chạy đi làm việc. Thiếu Bảo, người đi theo ta. Diệp Tư Đạo đột nhiên giật giật lỗ tai, nhíu nhíu mày, không quan tâm vài vị thúc tổ kia, nói với Diệp Húc. Diệp Húc tỉnh ngộ, vội vàng đuổi theo hắn, đã thấy Diệp Tư Đạo bước đi không ngừng, tiến thẳng vào nội phủ, đi đến phòng Diệp Tần. Còn chưa đến gần, Diệp Húc liền nghe tiếng đàn truyền đến, lại nghe một giọng nữ dịu dàng hát lên: Thử tịch vu nhạc thi, cộng nhạc yến quy lương, đãn nguyệt thiên thu tuế lý, kết thủ vạn niên hoan hội, ân ái ứng thiên trường. Thanh âm mềm mại uyển chuyển, dù Diệp Húc không hiểu âm luật cũng có thể nghe ra tình ý nồng đậm ở trong đấy. Thanh âm của Diệp Tần từ trong phòng truyền đến, vỗ tay tán dương: Hay, hay cho một câu kết thủ vạn niên hoan hội, ân ái tương thiên trường. Tình nhi muội muội, vi huynh nguyện cùng nàng học quy lương chi yến kia, song túc song phi ân ái thiên trường. Hey, đáng tiếc cha ta bảo thủ, đầu toàn là cơ bắp cá, hơn phần nửa sẽ không đồng ý hôn sự của hai ta đâu. Chi bằng gạo nấu thành cơm, ôm tôn tứ đến trước mặt của ông rồi, khiến cho người dù không muốn nhận cũng phải nhận kìa. Đồ khốn nạn, tà âm, không cầu tiến thủ. Diệp Tư Đạo hư lạnh một tiếng. Trong phòng lặng ngắt như tờ, một lúc lâu sau truyền đến tiếng hỗn loạn. Diệp Tần kêu lên: Không xong, không xong, cha ta đã trở lại. Tình nhi muội muội, nàng mau trốn xuống ngầm giường đi, tránh đi duệ khí của ông ấy trước đi. Diệp Tư Đạo nổi giận, xông thẳng vào phòng. Diệp Húc đầu lớn như cái đấu, đành phải đi theo thầm nghĩ: Đại ca thảm rồi, lần này ta cũng không cứu được rồi. Cha, sao ngài đã trở về rồi? Diệp Tần nghiêm mặt tiến lên, cuống quýt mời Diệp Tư Đạo ngồi xuống, rồi lại lén lút nhướng mày nháy mắt với Diệp Húc, ra hiệu hắn nói hộ mình vài câu. Diệp Tư Đạo hừ lạnh một tiếng, hắn nói: Ta, cái kẻ bảo thủ này, nếu không về sớm, sao biết được ngươi lại làm ra cái trò này? Khỏi nấp nữa đi, xuất hiện đi, để ta xem nữ nhi nhà ai nào. Phương Tinh bỏ ra khỏi gầm giường, khuôn mặt đỏ bừng, vân vê góc áo đi tới, tránh ở sau Diệp Tần. Diệp Tư Đạo cẩn thận quan sát, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nói: Hóa ra là nữ nhi của Phương gia, Diệp Tần, lá gan người thật lớn, nếu bị Phương gia biết được, còn không đánh cái chân chó của người hay sao? Diệp Tần chán đầy mồ hôi, không ngừng cười gượng. Diệp Tư Đạo tiếp tục nói: Tuy nhiên, nếu ngươi đã làm ra chuyện xấu này, liền không thể không cho người ta một cái danh phận được. Hôm nay liền chuẩn bị sính lễ, theo ta đi Phương gia cầu hôn. Diệp Tần vừa mừng vừa sợ, gần như hoài nghi mình nghe lầm, vội vàng châm trà. Hắn cười nói: Đa tạ cha đã thỉnh toàn. Diệp Tư Đạo nâng chung trà lên nhấp một ngụm, cười lạnh: Kẻ bảo thủ như ta hiếm khi được uống trà ngươi tự tay châm. Dứt lời, ngẩng đầu nhìn Diệp Húc và Diệp Tần một cái, đặt chén trà xuống, nhắm mắt suy tư thật lâu không nói gì. Diệp Tần thấp thỏm bất an trong lòng. Sau một lúc lâu, Diệp Tư Đạo rốt cuộc cũng mở mắt ra. Hắn nói: Tần Nhi, Thiếu Bảo, hai người các ngươi ai nguyện ý đảm nhiệm phủ chủ Diệp gia ta? Diệp Húc nao nao cùng Diệp Tần liếc nhau, lắc đầu nói: Phủ chủ, đại ca trí tuệ mênh mông, có tài làm phủ chủ mà ta lại không chịu được tức giận, có thủ tất báo, không có tài làm phủ chủ. Quả đúng là như thế. Diệp Tư Đạo gật đầu nói:
Từ Ưng Sầu Giản trở về, ta liền thấy ngươi mất hồn mất vía. Chắc hẳn ngươi đã quyết định muốn rời khỏi Diệp gia phải không? Diệp Húc gật đầu xưng phải, hắn nói: ta muốn đi ra nhìn thế giới bên ngoài. Đi ra ngoài du lịch cũng tốt. Diệp Tư Đạo lại cười nói: ta cũng sẽ không ở Diệp gia lâu nữa. Chẳng bao lâu sau ta sẽ rời khỏi Diệp phủ, dạo chơi tứ phương tìm kiếm đột phá, ngưng tụ nguyên đan. Bởi vậy, ứng cử viên phủ chủ này phải sớm được định ra. Nếu ngươi cũng đã muốn đi, chức phủ chủ này chỉ có thể giao cho đại ca không nên thân của ngươi thôi. Tuy nhiên, hắn dừng lại một chút, nhìn về phía Diệp Tần, ánh mắt dần dần sắc bén, quát lên: chỉ cưới nữ nhi Phương gia cũng không thể củng cố địa vị cho ngươi được. Sau khi ta rời khỏi, thậm chí ngay cả huynh đệ ngươi đều mơ ước vị trí của ngươi. Chu gia sẽ càng phòng bị ngươi. Cho nên ngày mai ngươi còn phải đi theo ta đến Chu gia cầu hôn kìa. Ta nghe nói cháu gái Chu Văn Thanh, Chu Y Vấn dịu dàng nhàn thục, thoải mái rộng lượng. Ngày mai liền theo ta đi Chu gia định ra cửa hôn nhân này. Sắc mặt Diệp Tần lập tức khổ xuống, kháng lại nói: cha, con chỉ thích một mình Tình Nhi. Việc này không phải do ngươi. Diệp Tư Đạo quyết định quả quyết: người cưới cũng phải cưới, không cưới thì cũng phải cưới thôi. Diệp Húc lén lút lau mồ hôi lạnh, ngầm cảm thấy may mắn. Nếu không phải hắn từ chối phủ chủ vị, chỉ sợ giờ phút này cũng bị Diệp Tư Đạo sắp đặt cho hai việc hôn nhân rồi. Nữ nhi Phương gia cũng được, nữ nhi Chu gia kia, hắn ngay cả nhìn cũng không dám liếc một cái. Ngẫm lại bộ dáng to khỏe như gấu của Chu Thế Văn kia, Diệp Húc liền không thể không tỏ vẻ thông cảm với Diệp Tần. Đại ca, đại tấu, tiểu đệ chúc mừng hai người trước vậy. Diệp Tư Đạo đi rồi, Diệp Húc lập tức tiến lên cười nói. Diệp Tần chừng hắn một cái, đột nhiên mặt giãn ra, hắn cười: Tiểu Bảo, người thay ta cưới một người đi, tốt xấu gì chúng ta cũng là huynh đệ, người hẳn là nên thay ca ca chia sẻ mới phải. Nữ nhi Chu gia, tiểu đệ không hưởng thụ nổi. Diệp Húc cười ha ha, vội vàng bỏ trốn mất dạng. Ngày hôm sau, Diệp Tư Đạo quả nhiên mang theo Diệp Tần chuẩn bị sinh lễ rất dày đi Phương gia, Chu gia cầu hôn. Trải qua chuyện Ưng Sầu Giản, Chu Phương hai nhà đối với chuyện tranh bá Liễu Châu phai nhạt đi không ít. Diệp Tư Đạo dẫn trưởng tử Diệp Tần tiến đến cầu hôn, không nghi ngờ là muốn qua đó hòa giải ân oán. Ý nghĩ về đám hỏi tam gia, Phương Văn Hào và Chu Văn Thanh đương nhiên sẽ không từ chối, liền nhận lời, định tại tháng 3 mùa xuân năm sau sẽ cho con gái xuất giá. Thiếu Bảo, ngươi không đợi với huynh thành thân xong rồi đi sao? Diệp Tần tiến Diệp Húc đến ngoài thành Liễu Châu, hắn lên tiếng hỏi. Diệp Húc khẽ mỉm cười nói: năm sau khi đại ca thành thân, đệ tất nhiên sẽ tự thân tiến đến chúc mừng đại ca rồi. Diệp Tư Đạo cũng ra khỏi thành, lấy một hộp ngọc tinh xảo lung linh giao cho hắn nói: ta từng mượn một thứ của Lương Vương Thanh Châu, người nếu đi qua Thanh Châu hãy thay ta trả lại cho hắn, liền nói rằng đã mạo phạm nhiều. Diệp Húc cất ngọc hộp đi. Hắn nói: ta nhất định sẽ đi Thanh Châu thay phủ chủ gặp Lương Vương. Diệp Tư Đạo mỉm cười gật đầu. Mã Tam Bảo một bên kinh ngạc liếc hắn, vừa định nói thì bị Diệp Tư Đạo chừng một cái, vội vàng dắt một con ngựa gầy gò ra. Hắn nói: thất gia, mã mỗ thân không có vật gì cả, thớt can sải dao này liền tặng cho ngươi, hy vọng thất gia hãy chăm sóc nó. Diệp Húc biết con can sải dao này là hỗn chủng của dao long và ngựa, tốc độ cực nhanh, là lương mã nhất đẳng, vội vàng cảm ơn tiếp nhận dây cương, xoay người lên ngựa. Hắn chìa tay ra nắm lấy Tô Kiều Kiều kéo đến trong ngực của mình, cười nói: phủ chủ, đại ca, trường chủ, ta đi đây. Dứt lời, hắn thúc ngựa cuốn bụi mà đi. Mã Tam Bảo nhìn theo hắn đi xa, đột nhiên nói: phủ chủ, hộp ngọc vừa rồi chính là thiên hương tục mệnh đan ngài đoạt được từ Lương Vương phủ đó sao? Thất gia mang quả linh đan này trả về Lương Vương phủ chỉ sợ không ổn đâu. Diệp Tư Đạo thản nhiên nói: ngọc không mài không khí, Thiếu Bảo tuy tư chất không tồi nhưng còn cần tôi luyện thêm. Vậy ngài không sợ đem hắn tôi luyện đến chết hay sao? Mã Tam Bảo thầm oán giận. Mà lúc bấy giờ, Tô Kiều Kiều ngồi trong lòng của Diệp Húc, can sải dao phóng đi, lao đi như điện. Nàng chỉ cảm thấy cây cối hai bên đường nhoáng lên một cái mà qua. Nàng ngừng đầu nói: thiếu gia, chúng ta đi đâu vậy? Đây là lần đầu tiên nàng rời khỏi Liễu Châu, cực kỳ xa lạ với thế giới bên ngoài, trong lòng mù tịt. Chúng ta đi thẳng hướng bắc đến Lương Vương phủ ở Thanh Châu, hoàn thành phó thác của phủ chủ. Diệp Húc hồn nhiên không biết cái hộp trong ngực mình kia là một củ khoai lang bỏng. Hắn cười nói. Một lúc lâu sau, can sải dao rút cuộc cũng chạy tới quan đạo. Diệp Húc kìm cương lại, chỉ thấy hai con tuấn mã dừng trên quan đạo, Chu Thế Văn và Phương Thần ngồi thẳng trên lưng ngựa. Lão tử và công tử bột biết ngay là ngươi sẽ đi qua nơi này, chờ ngươi đã lâu rồi. Chu Thế Văn nhíu mày nhíu mắt cười ha ha nói:
Tiếu báo, gần đây có chuyện gì không vui? Không ngại cứ nói ra cho mọi người vui vẻ một chút đi. Diệp Húc nao nao biết tòa cự thành tọa trên không trung sau Ưng Sầu Giản đã khiến cho bọn họ cực kỳ chấn động. Bởi vậy, hai người cũng muốn rời khỏi Liễu Châu đi du lịch khắp nơi, lập tức mỉm cười nói. Hay là Chu huynh, Phương huynh, có chuyện gì không vui sao? Chu Thế Văn cùng Phương Thần sắc mặt lập tức khổ lại, mặt ủ mày trao. Phương Thần thẫn thờ đáp. Đúng là có một chuyện không thể làm vui được. Chẳng qua dù chúng ta có nói ra, Thế huynh ngươi cũng không vui vẻ được đâu. Diệp Húc khiếu kỳ mà hỏi. Ồ, chuyện gì vậy? Chính là chuyện bọn chúng bị Mỗ gia bắt kìa. Trong núi rừng bên cạnh truyền đến một tiếng cười quái dị. Một vị quái nhân đầu ưng thân người chậm rãi đi ra, nhìn thẳng vào Diệp Húc cười nói. Diệp Tần, Diệp Thiếu Bảo, Mỗ gia chở ngươi đã lâu rồi. Sao? Diệp Tần, Diệp Thiếu Bảo ư? Diệp Húc ngẩn ra, vội vàng giải thích nói. Ưng tiên sinh, ta xác thực tự là Thiếu Bảo, thế nhưng không gọi là Diệp Tần. Diệp Tần là đại ca của ta. Diệp huynh, ngươi hiện giờ chỉ sợ cũng không thể nào vui vẻ được rồi. Chu Thế Văn nháy mắt với hắn, lại ha ha cười nói. Phương Thần thản nhiên lên tiếng. Tần huynh tốt nhất đừng ngụy biện. Lúc trước ở Ưng Sầu Gián, Ưng tiên sinh đã thấy mặt của ngươi rồi. Lão nhân gia hắn đã gặp qua là không thể quên. Chút tâm tư đó của ngươi căn bản không thể gạt được hỏa nhãn kim tinh của hắn ta đâu. Diệp Húc trợn mắt nhìn Chu Thế Văn và Phương Thần, hai người kia nhún nhún vai làm như không thấy, khiến hắn có một loại cảm giác là giao hữu khinh suất rồi. Vị Ưng tiên sinh này, thiếu gia nhà ta thực sự là không phải Diệp Tần đâu. Tô Kiều Kiều ngồi trên ngựa dịu dàng giải thích thay cho Diệp Húc. Tiểu nha đầu, ngươi hoài nghi chỉ số thông minh của Mỗ gia sao? Ưng tiên sinh nhe răng cười gằn, hắn phất tay nói. Trước đây ta đã đi một chuyến đến Lương Châu, căn bản không tìm được Ưng Kiều Kiều con ta. Cái tên Diệp Phan khốn kiếp kia không biết mang nó đi nơi nào rồi. Nếu người hầu của Diệp Tư Đạo bắt cóc con ta, Mỗ gia liền bắt cóc con lão, chờ lão tự mình đến chuộc. Còn có hai tiểu tử, các người nữa, một tên cũng đừng mong chạy trốn được. Chu Thế Văn kinh hãi thất sắc, vội vàng kêu lên. Ưng tiên sinh, ngài đã bắt được Diệp Tần rồi, thì hãy xem hai chúng ta như là hai cái rắm mà thả chúng ta đi đi. Bớt xàm ngôn đi, đi mau, nếu không thì Mỗ gia cũng không ngại ăn hai đứa các ngươi trước đâu. Ưng tiên sinh với bọn họ không có sát ý, chỉ muốn bắt khóc, dùng ba người bọn họ đổi lấy con mình. Tuy nhiên Diệp Húc vẫn bất an, ai biết được tên yêu nhân này khi nào thì sẽ giết con tin. Ưng tiên sinh mang bốn người đi hướng đông bắc, Diệp Húc tò mò lên tiếng hỏi. Ưng tiên sinh, chúng ta đây là đi nơi nào vậy? Chúng ta đi Việt Châu, nơi gần với Liễu Châu nhất. Tới nơi đó rồi, ta sẽ phái người truyền tin cho Diệp Tư Đạo, khiến hắn tìm Diệp Phan mang con ta đến chuộc các ngươi. Sao, Việt Châu ư? Chu Thế Văn và Phương Thần sắc mặt lập tức khó coi vài phần. Trước đó không lâu, ba người bọn họ ở Hắc Hộc Lĩnh gặp được Vu Sĩ Loan Gia Việt Châu. Hai tên thiếu gia Loan Gia đánh lén bọn họ, ngược lại chết trong tay bọn họ. Lần này đi tới Việt Châu chỉ sợ không vui vẻ gì. Diệp Húc không nói một câu. Lúc này vận chuyển Chu Thiên tinh đấu luyện khí thuật, dắt Chu Thiên tinh lực cuồn cuộn không ngừng hạ xuống, dũng mãnh vào trong cơ thể hóa thành nguyên khí. Hắn vốn tu luyện đến đỉnh bổ nguyên tứ phẩm, chỉ thiếu một chút nữa là đến bổ nguyên ngũ phẩm. Lúc này tác động Chu Thiên tinh lực, chỉ thấy nguyên khí thái dương, thất diệu tinh lực, tử vi đế khí, nhị thập bát tinh tú tinh lực, đủ mọi loại các loại tinh lực pha trộn bị hắn dẫn nhập thể, hóa thành tu vi bản thân. Một lúc lâu sau, nguyên khí trong đan điền hắn đạt tới viên mãn, ầm ầm chấn động, ngạnh sinh đem mở ra đan điền của hắn, khuếch trương hơn 10 lần. Ưng tiên sinh chực chực lấy làm kỳ lạ, nghi hoặc mà nói. Tiểu tử, tư chất của ngươi không kém, trong thời gian ngắn liền có thể bước vào bổ nguyên ngũ phẩm. Tuy nhiên nói gì thì nói, ngươi như thế nào mất nhiều năm như vậy mới tu luyện tới cảnh giới hiện tại vậy? Diệp Húc không để ý tới hắn, đồng thời vận chuyển cửu chuyển nguyên công. Nguyên khí trong đan điền lại biến đổi, từ màu trắng hóa thành màu lam, bị nguyên công dẫn dắt đến các nơi trên toàn thân, làm dịu thể phách thần hồn. Tô Kiều Kiều ở một bên rụt rè nói. Ưng tiên sinh, thiếu gia nhà ta thật sự không phải là Diệp Tần. Ưng tiên sinh nổi giận lôi đình, cả giận mà nói. Tiểu nha đầu, ngươi còn dám hoài nghi chỉ số thông minh của Mỗ gia sao? Có tin Mỗ gia ăn thịt ngươi hay không? Kiều Kiều le lưỡi, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, bị lông vũ sáng rực của hắn hấp dẫn, cực kỳ hâm mộ mà lên tiếng nói. Wow, Ưng tiên sinh, lông vũ của ngươi thật đẹp. Tiểu nha đầu này còn có chút ánh mắt đấy. Từ sau khi Mỗ gia luyện yêu nguyên, liền cực kỳ yêu quý thân lông vũ này rồi.
mỗi ngày đều dùng yêu nguyên tẩy rửa rèn luyện, cho nên mới xinh đẹp sáng rọi như vậy. Hiện giờ bộ lông vũ của Mộ gia độ cứng có thể sánh ngang với vũ binh, dù vô pháp đánh vào người cũng sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết nào cả. Ưng tiên sinh có chút tự đắc, hảo cảm với Tô Kiều Kiều cũng tăng lên rất nhiều, tiếp tục lại nhảy. Kỳ thực lông vũ đẹp nhất trên người ta không phải ở cánh, mà là linh mao trên đỉnh đầu ta này, ngươi xem. Chỉ thấy trên đầu yêu nhân đầu ưng mình người đột nhiên dựng thẳng một nắm linh mao sắc màu diễm lệ, giống như một cây quạt mở ra, gió thổi qua liền hơi lay động. Tô Kiều Kiều trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, tán thưởng mà nói: thật sự rất đẹp. Nàng thầm nghĩ trong lòng, thật muốn thu rúm linh mao này làm thành một cây quạt, cắm trên mũ làm trang sức cũng không tệ. Ưng tiên sinh đắc ý rào rạt, thiện cảm với nàng nhanh chóng tăng lên, hắn cười nói: hê hê, ánh mắt người không tồi, cũng làm cho người ta yêu thích rồi kìa. Nếu như Mộ gia có đói bụng, sẽ ăn tên dâu rậm cùng tên công tử bột kia trước, đem ngươi cùng tiểu tử kia đặt cuối cùng. Sao, vì sao ăn chúng ta trước vậy? Phương Thần và Chu Thế Văn trợn mắt lên nhìn hắn. Yêu nhân kia không thèm để ý, cười lạnh mà nói: hai người các ngươi tu vi là thấp nhất, cũng không ca ngợi Mộ gia, giá trị liền giảm đi không ít rồi. Không ăn các ngươi trước thì ăn ai đây? Lấy tu vi của các ngươi đi ra khỏi Liễu Châu chính là tự tìm chết rồi. Chết ở trong tay kẻ khác thì thà để cho Mộ gia lót dạ dày còn hơn. Hai người im lặng liếc nhau thở dài, biết lời của hắn không sai. Ở cái nơi hẻo lánh như Liễu Châu này, bọn họ còn có thể hùng bá oai phong, nhưng ra thế giới bên ngoài rồi, vu sĩ giống như bọn họ có thể bắt được một đám. Hai người lúc này tĩnh tâm trở lại, cũng bắt đầu thổ nạp thiên địa nguyên khí, nhân cơ hội tu luyện nâng cao tu vi. Ưng tiên sinh lại nhìn Diệp Húc khẽ a lên một tiếng, lẩm bẩm mà nói: tiểu tử này, vừa nãy tốc độ tu luyện nhanh như thế, sao đột nhiên lại chậm lại vậy? Diệp Phúc vừa rồi chỉ tu luyện Chu Thiên Tinh Đấu Luyện Khí Thuật, tu vi đột nhiên tăng mạnh, với loại tốc độ khủng bố mà giờ phút này đồng thời vận chuyển cửu chuyển nguyên công, tốc độ tăng trưởng tu vi liền đột nhiên giảm xuống, chậm đến đáng thương. Tu vi của Ưng tiên sinh đã đạt tới tam chân cảnh hỗn nguyên kỳ, mắt sáng như đuốc, đương nhiên có thể nhìn ra loại biến hóa này. Hóa ra là đồng thời tu luyện hai loại tâm pháp khác nhau, một loại gia tăng nguyên khí, loại khác dùng nguyên khí rèn luyện thân thể, tu vi và thân thể cùng tiến, là một biện pháp không tồi. Ưng tiên sinh gật đầu khen ngợi một câu, ngữ khí vừa chuyển, hắn cười lạnh: tuy nhiên, ngươi cũng thật ngu xuẩn, Mộ gia tuy không biết ngươi tu luyện hai loại tâm pháp gì, nhưng cũng biết trình tự tu luyện của ngươi ra đường rẽ, lấy loại phương pháp tu luyện này, tốc độ chậm đi mấy chục lần. Diệp Húc ngừng tu luyện, mở to mắt, nghi hoặc mà hỏi: vậy xin hỏi tiên sinh, ta lên tu luyện như thế nào? Ưng tiên sinh cười ngạo nghễ: Mộ gia năm nay đã sống được 150 năm tuổi, nếu luận kinh nghiệm tu luyện, Diệp Tư Đạo còn lâu mới được bằng ta. Tiểu tử, ngươi hẳn là nên chuyên tâm tu luyện tâm pháp gia tăng nguyên khí trước kia, chờ tu luyện đến cố nguyên kỳ rồi, sau đó mới tiếp tục tu luyện tâm pháp rèn luyện thân thể, khiến cho hai loại tâm pháp này cùng tiến, như vậy mới không làm chậm tu vi tiến cảnh của ngươi. Cái gọi là cố nguyên kỳ, lượng nguyên khí đã vững chắc rồi, sẽ không tăng thêm nữa, cần tăng chỉ là nâng cao chất thôi. Tu luyện đến cố nguyên kỳ rồi, tốc độ dắt thiên địa nguyên khí của ngươi sẽ gấp hiện tại mấy chục lần. Tới lúc đó tiếp tục tu luyện tâm pháp rèn luyện thân thể, không chỉ có nâng cao tốc độ mà tu vi tiến cảnh cũng sẽ không đình lại. Diệp Húc nghe đến đấy chỉ cảm thấy trước mắt sáng tỏ, giống như xua tan mây mù, gặp trời xanh vậy. Lời của Ưng tiên sinh nói không thể nghi ngờ là mở ra một con đường mới cho hắn, khiến tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn lập tức sửa sang lại vạt áo, chính xác mà nói: đa tạ tiên sinh đã chỉ điểm. Thực lực của Ưng tiên sinh này cũng không hề kém Diệp Tư Đạo, với lại đã tu luyện hơn 150 năm, có y chỉ điểm cho, tu vi đám người Diệp Húc đều tăng mạnh. Chu Thế Văn sau khi từ Ưng Sầu Giản trở về Chu gia, tu luyện một môn vô pháp loại công kích tên là Hỏa Vũ Nghệ Tiến Thuật, cũng phải được y chỉ điểm cho mới được lợi không ít. Hỏa Vũ Nghệ Tiến Thuật là một loại vô pháp quan tưởng cung tiến, lấy nguyên khí làm cung, liệt hỏa làm tên, uy lực lớn không biết bao nhiêu lần so với cung tên bình thường. Tu luyện đến cảnh giới cao thâm, thậm chí có thể làm được vạn tiễn tề phát, uy thế rất kinh người. Mà Huyết Ma Nguyên Hồn Đại Pháp của Phương Thần lại dễ tẩu hỏa nhập ma, cũng cần phải Ưng tiên sinh chỉ điểm cho. Từ chất ngộ tính hai người này đều là nhân tài hiếm thấy. Ánh mắt Ưng tiên sinh khẽ động, âm thầm khen ngợi Chu Thế Văn và Phương Thần, lại lập tức lắc đầu nói: tuy nhiên, so với tiểu tử kia, hai người bọn chúng còn kém xa. Còn chưa đi đến Việt Châu, Diệp Húc đã tu luyện đến đỉnh Bồi Nguyên Ngũ Phẩm, một thân nguyên khí cuồn cuộn như sông dài. Khi kéo theo Chu Thiên Tinh Lực, trên đỉnh đầu hình thành một lốc xoáy chu vi tầm 7-8 thước, không ngừng cắn nuốt Chu Thiên Tinh Lực. Hắn kinh ngạc phát hiện
lời Ưng tiên sinh không hề sai. Tu vi gia tăng, tốc độ dẫn dắt chu thiên tinh lực của hắn cũng tăng nhanh hơn, vài lần thổ nạp nguyên khí liền tăng một đám lớn. Với tốc độ này, chỉ sợ không lâu nữa hắn lại có thể đột phá một cảnh giới nhỏ nữa, trở thành vũ sĩ bồi nguyên lục phẩm. Lấy kiến thức của Ưng tiên sinh, tu vi của Diệp Phúc trong mắt y đương nhiên là khó coi, nhưng thế tăng tiến tu vi này lại khiến cho y không thể không kinh ngạc. Còn chưa đến một ngày, cái tên tiểu tử này đã từ bồi nguyên tứ phẩm tu luyện đến đỉnh bồi nguyên ngũ phẩm. Cái tốc độ này quả thực có thể sánh ngang với con cháu đại phái ma đạo. Không biết tiểu tử này tu luyện đến tuyệt cùng là loại tâm pháp gì này, sao có thể nhanh chóng như vậy? Lấy tốc độ tu luyện của hắn, chỉ sợ vài năm sau liền có thể vượt qua ta được rồi. Càng ngày càng gần Việt Châu, nhìn qua chỉ còn hơn 10 dặm đường nữa. Liễu Châu tọa lạc ở phía tây Bách Man Sơn, mà Việt Châu thì hướng bắc. Quan đạo nối liền hai châu quận này chạy dọc theo chân núi Bách Man Sơn, bên phải là đám núi cao chất ngất. Ưng tiên sinh dừng lại lên tiếng: đói quá, dừng lại ăn gì lót bụng trước đã nào. Dứt lời, ánh mắt đổi tới đổi lui trên người của Chu Thế Văn và Phương Thần. Hai người sắc mặt đột biến, trong lòng lo sợ bất an. Đột nhiên cuồng phong nổi lên, chỉ thấy tên đại yêu này biến ra bản thể, chính là một con hắc vũ cự ưng rất uy phong, cao hơn 10 thước, đôi cánh mở ra rộng hơn 20 mét, cúi xuống mổ một cái, liền mổ con tuấn mã Chu Thế Văn đang cưỡi, ngửa đầu lên nuốt chửng xuống, lập tức lại cắn ngựa của Phương Thần cũng nuốt vào bụng. Ê, tạm thời lừng ra. Con hắc ưng kia chật chật lưỡi, quét mắt về phía Can Sải Dao, hung quang tứ phía. Con ngựa này quá gầy, không có khẩu vị gì cả. Có nên đi Liễu Châu ăn vài người hay là giải quyết ngay tại đây đây? Dùng tên dâu dậm cùng công tử bột này lót bụng trước vậy. Can Sải Dao phát ra tiếng phì phì trong mũi, móng trước bào đất, nhe răng nhếch miệng với y, hung ác đến cực điểm. Diệp Phúc khoảnh thân che trước Can Sải Dao, hắn nói: Ưng tiên sinh, Bách Man Sơn này có rất nhiều dã thú yêu thú, cần gì ăn vài người chúng ta đấy. Điều này cũng đúng. Con cự ưng đen xì kia gật đầu, ngẩng đầu nhìn chung quanh, vui vẻ mà nói: Hóa ra chúng ta đã đi tới Ngũ Độc Cốc rồi, lần này có thể ăn no được rồi. Dứt lời, hắn giơ cánh lên, bay đi thung lũng xanh như ngọc cách đó không xa. Cái con điểu nhân này quá là hung hãn rồi. Chu Thế Văn lòng còn sợ hãi, lau mồ hôi lạnh trên trán, lên tiếng nói. Diệp Húc, Phương Thần gật đầu đồng ý. Tô Kiều Kiều cũng cho là như vậy. Con điểu yêu Ưng tiên sinh này vui giận thất thường, đi theo hắn quả thật làm cho người ta phải lo lắng đề phòng. Hai vị thế huynh, con điểu nhân này đang đi kiếm ăn, chúng ta nếu có thể tốt nhất là mau chạy trốn đi thôi. Chu Thế Văn và Phương Thần liếc nhau, cùng chạy lên phía trước, quay đầu lại nói: Thiếu Bảo, ngươi không đi sao? Hai vị thiếu huynh, các ngươi đi trước đi. Diệp Phúc mỉm cười, phất tay đưa tiễn, hắn thầm nghĩ: Cho dù các ngươi có chạy đi ngàn dặm, với Ưng tiên sinh này mà nói thì chỉ cần chốc lát thôi liền có thể bay đến được rồi, sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn bắt về mà thôi. Hai người kia cũng không khuyên hắn, xoay người chạy đi như điên. Diệp Phúc đứng ở chỗ cao xem chừng thung lũng nơi hắc ưng bay vào, chỉ thấy nơi đấy là một thâm cốc rộng lớn hơn 10 dặm, giống như một lòng chảo. Trong cốc nhiều loại hoa cùng cây cỏ dệt thành một bức tranh. Thương tùng quái thạch mọc san sát, từng đám hoa đào trướng dâng lên từ trong thâm cốc. Từ xa nhìn lại, phảng phất như từng đóa hoa đào lơ lửng trên sân cốc. Vẻ đẹp của quang cảnh này văn chương khó thể tả hình dung. Phía dưới hoa đào trướng là sương mù trắng bao phủ cây cối, hàng năm không hề tiêu tan. Loại sương mù này còn nguy hiểm hơn cả hoa đào trướng, đó là do các loại lá thực vật cực độc thối nát lên men bốc lên tạo thành sương mù. Trong đó có cả các loại khí ô trọc hình thành sau khi thi thể của các loại độc trùng, độc thú hư thối, cùng với chứng khí do rắn độc, kiến phụt lên. Nếu là người bình thường, nếu hút một hơi loại sương mù này, bước không đến 5 bước thì độc dậy liền chết. Bởi vậy, loại mê vụ này được gọi là ngũ bức trướng. Ngũ độc cốc nơi này thật là một nơi thật tốt cho việc tu luyện ngũ độc kinh. Diệp Húc tâm vừa động, thanh ngọc hàn quang lâu liền nhảy ra khỏi cơ thể, lấy thần mộc vương đỉnh ra. Chiếc thần mộc vương đỉnh này tuy nói là vu bảo, thế nhưng thủ pháp luyện chế cực kỳ khéo léo, không cần chân nguyên cũng có thể thúc dục. Diệp Húc tiềm vận tâm thần, một cỗ nguyên khí mãnh liệt nhằm vào phía vương đỉnh. Tôn vương đỉnh kia liền phát ra tiếng vang, từ nhỏ dần dần biến to lên, trở thành một đại đỉnh miệng to tầm hơn trượng, ong một tiếng rơi xuống đất. Nguyên khí của hắn bốc hơi, phía trong đỉnh liền truyền đến một mùi hương nồng đậm thấm vào phế phủ người, phiêu đãng tràn ngập khắp nơi. Không quá bao lâu, Diệp Húc cũng nghe được tiếng xèo xèo kỳ lạ. Hắn nhìn lại, chỉ thấy một con đại ngô công dài hơn 2 thước theo mùi hương mà đến. Con đại ngô công này toàn thân vàng óng, mọc 6 đôi cánh mỏng màu xanh,
quanh thân tràn đầy khói độc, bay xèo xèo trên không trung, làm như không thấy Diệp Húc, bỗng nhiên chui vào trong chiếc đỉnh kia. Diệp Húc ngó đầu nhìn vào, chỉ thấy con rết kia nằm im trong đỉnh, trong lòng cũng hơi yên tâm. Đột nhiên trong cây cối truyền đến tiếng xa xa, Diệp Húc cả kinh trong lòng, chỉ thấy không biết bao nhiêu là con độc trùng, độc vật thoát ra từ trong cây cối. Có rắn độc, nhện, khóc, thạch sùng, bò cạp, đủ mọi chủng loại, thậm chí còn có một đám ong độc đỏ, vàng, lam, xanh, tím, trắng, đen, rậm rạp chen chúc nhau tới. Diệp Húc nhìn thấy mà da đầu run lên, Tô Kiều Kiều lại sợ tới mức hét lên. Can xảy ra cũng tránh phía sau Diệp Húc, không dám động đậy. Chỉ thấy lũ độc vật này vọt tới, ào ào chui vào trong đỉnh. Không ít độc trùng đi qua bên người bọn họ, làm hai người một ngựa cả kinh, khiến toàn thân ra đầy mồ hôi lạnh. Cũng may lũ độc vật đó bị thần mộc phương đỉnh thu hút, căn bản không hề để ý tới bọn họ, cho nên không có nguy hiểm gì. Thời gian một nén nhang qua, thần mộc phương đỉnh đã đầy độc trùng đủ màu sắc, tàn sát lẫn nhau. Bên ngoài đỉnh vẫn có độc trùng người thấy mùi hương mà đến, chỉ có điều số lượng càng ngày càng ít đi. Lại qua một lát sau, độc trùng phụ cận đều chạy tới hết. Diệp Phúc đang định thu hồi vương đỉnh, đột nhiên thấy một điểm sáng giống quả quất thông bì dâng lên từ ngoài cốc, bay đến gần. Trong chớp mắt, lửa lớn như một cái sọt, sóng nhiệt cuồn cuộn nổi lên, đó là một chiếc thuyền nhỏ màu đỏ. Chiếc thuyền kia đột nhiên dừng trên không, vài vị tu sĩ đứng ở trong thuyền. Chỉ thấy một vu sĩ có khuôn mặt thon gầy tung ra một cái lưới lớn, cái võng kia đón gió liền dài ra, bao phủ phạm vi vài dặm, nhẹ như bạc sa, dường như gió thổi qua liền có thể tán đi vậy, rơi vào trong cốc, xuyên qua cây cối núi đá. Lưới kia hạ xuống, liền chụp xuống cốc, lập tức bị vu sĩ kia kéo lên. Chỉ thấy trong lưới có mấy trăm con độc trùng rắn rết không ngừng dãy giụa. Vu sĩ gầy yếu kia thu độc trùng lại thả lưới tiếp. Là kẻ nào dám đoạt đồ ăn của mỗ gia vậy? Trong ngũ độc cốc truyền đến tiếng gầm lên của ưng tiên sinh. Chỉ thấy một con cự ưng màu đen dương cánh bay lên, đứng đối diện với chiếc thuyền nhỏ kia. Tên vu sĩ gầy yếu kia nhìn thấy con cự ưng này, sắc mặt vui vẻ, hắn cười nói: Ồ, một con chim thật to, bắt rồi dạy dỗ một phen, có thành tọa kỵ thay cho đi bộ được rồi. Dứt lời, đưa tay ra phía trước chộp tới con cự ưng kia. Diệp Húc và Tô Kiều Kiều nhìn từ xa xa, chỉ thấy bàn tay tên vu sĩ gầy kia dày đặc chân nguyên, hình thành một bàn tay to lớn tầm nửa mẫu bao phủ ưng tiên sinh. Hắc ưng giận dữ hét lên một tiếng, từ trong cơ thể xuất ra một con vũ xà dài đến 100 mét, cắn nát bàn tay nguyên khí kia, nhai răng cười gằn: Đắc tội ai không đắc tội, lại cố tình đắc tội mỗ gia sao? Người tu luyện đến tam chân cảnh chân nguyên kỳ cũng không dễ dàng, thật không ngờ lại có thể thao túng vu báo. Tuy nhiên gặp ta được cũng chỉ có thể làm món khai vị cho ta mà thôi. Vũ xà rung cánh lên gào thét phóng đến con thuyền nhỏ kia, khí thế thật hùng hổ. Vài tên vu sĩ trên thuyền sắc mặt kịch biến. Tên vu sĩ gầy yếu kia vội vàng quát: Vị tiền bối này đừng động thủ, chúng ta chính là vu sĩ Loan Gia Việt Châu. Ưng tiên sinh mặc kệ, đang định đánh chết tất cả, đột nhiên sắc mặt khẽ biến, vội vàng thu vũ xà quy hóa đại pháp, hai cánh mở ra bay nhanh đi, rơi xuống bên người Diệp Húc, hóa thành quái nhân đầu ưng thân người, quát to: Đi mau, lão quái vật sắp đi ra rồi. Diệp Húc cả kinh trong lòng, thu hồi thần mộc vương đỉnh, ôm Tô Kiều Kiều xoay ngửa lên ngựa, phi nước đại hướng Việt Châu. Ưng tiên sinh, trong ngũ độc cốc có lão quái vật gì vậy? Tô Kiều Kiều hiếu kỳ mà hỏi. Chẳng lẽ có lợi hại hơn cả ngài sao? Lão quái vật này tu luyện ngàn năm, đừng nói là ta, cho dù là Diệp Tư Đạo còn lâu mới là đối thủ của lão kìa. Ưng tiên sinh còn chưa dứt lời, đột nhiên nghe đến một tiếng sét đánh vang lên. Diệp Húc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thanh tuyền sáng như tuyết từ dưới nền đất trung tâm ngũ độc cốc lao ra, phun lên cao hơn 10 trượng, trông rất đẹp mắt. Thanh tuyền kia xông lên giữa không trung, oanh một tiếng nổ tung, hàng ngàn hàng vạn ngân ti tán đi bốn phương tám hướng, đón lấy ánh nắng rạng rỡ tựa như pháo hoa. Những sợi ngân ti đó không tiêu tan mà dệt thành một cái lưới ở trên không trung, bao phủ phạm vi vài dặm, từ từ rơi xuống phía dưới nhẹ như bạc sa. Diệp Húc sắc mặt kịch biến, thất thanh mà nói: Mạng nhện sao? Vừa rồi luồng thanh tuyền kia căn bản không phải là nước suối, mà là dịch dính của không biết bao nhiêu con nhện phun ra từ lòng đất, đón gió hóa thành mạng nhện bắt giữ con mồi. Vu sĩ Loan Gia trong chiếc thuyền nhỏ màu đỏ kia khẽ thở ra, cười nói: Vẫn là danh tiếng Loan Gia ta vang dội, làm con điểu yêu kia sợ tới mức không dám chiến mà bỏ chạy rồi. Một câu còn chưa nói xong, mạng nhện liền bao thuyền nhỏ lại. Tên vu sĩ gầy yếu chỉ cảm thấy không khống chế được vu ảo này, vội vàng lạnh lùng lên tiếng: Là kẻ nào dám đối nghịch với Loan Gia ta? Muốn chữ chết còn chưa nói ra, chỉ thấy một viên minh châu to bằng nắm tay từ từ dâng lên, phát ra hào quang lạnh lẽo. Trên bầu trời như mọc thêm một vầng trăng nữa chiếu rọi ngũ độc cốc, sáng như ban ngày,
khá là đẹp đẽ. Viên minh châu kia đúng là nguyên đan của tên đại yêu tu luyện trong ngũ độc cốc, trói lọi trong suốt, bị đại yêu giấu trong cốc tế khởi, dừng ở trên cao tầm 5 trượng, xoay tròn, hào quang bắn ra tứ phía, hấp thu nhật chi nguyên khí. Sơn cốc phạm vi hơn 10 dặm lập tức lâm vào bóng tối, tất cả ánh sáng mặt trời đều bị viên nguyên đan này cắn nuốt một mảnh tối đen. Yêu thú có thể luyện ra nguyên đan cực ít, loại yêu thú này thường là dị chủng hiếm thấy, tương đương với vu sĩ có thiên tư vượt bậc, thần thông quảng đại, dù là vu sĩ cùng cảnh giới cũng chưa chắc đã là đối thủ. Viên nguyên đan kia đứng bất động trong không trung, lập tức một bóng đen thật lớn xoẹt một tiếng liền dâng lên, đó là một con nhện 8 chân mang theo yêu khí đen sì tà tà bay lên nghênh hướng nguyên đan. Con đại yêu này không ngờ không cần bất cứ ngoại lực gì, chỉ bằng thân thể lại có thể ngự phong phi hành, thực lực mạnh không thể tưởng tượng được. Con nhện này là lão quái vật mà Ưng tiên sinh đã nhắc đến, đã tu luyện ngàn năm, ẩn náu trong chỗ sâu của ngũ độc cốc, giờ phút này bị tiếng vang sinh ra do Ưng tiên sinh và cường nhân Loan gia giao thủ nên bừng tỉnh, nổi trận lô đình từ trong cốc bay ra để ăn thịt người. Vài tên vũ sĩ Loan gia, thậm chí bao gồm cả vị cao thủ đã tu luyện đến tam chân cảnh chân nguyên kỳ, chưa kịp phản ứng đã bị mạng nhện cuốn lại, cả người cả thuyền đều bị con nhện yêu kia hút vào trong miệng. Trên mạng nhện vẫn có trăm ngàn con độc trùng cũng bị con nhện yêu kia nuốt vào. Lão yêu này ăn no rồi, không để ý tới đám người Diệp Húc, Ưng tiên sinh đang chạy trốn nữa, thu nguyên đan lại, chậm rãi rơi xuống cốc, lại ẩn náu ngủ say. Ta vừa mới rời Liễu Châu chưa đến một ngày, liền gặp được lão yêu hùng mạnh như vậy. Thế giới bên ngoài quả thật so với ta tưởng tượng nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Diệp Húc quay đầu nhìn ngũ độc cốc một cái, trong lòng thầm nghĩ: cá lớn nuốt cá bé, phương thức sinh tồn trên thế giới này vẫn không hề thay đổi. Thực lực hùng mạnh mới là gốc rễ của sống còn. Lần đầu tiên hắn cảm giác được đề cao thực lực cấp bách đến mức nào. Hai tiểu tử Chu gia và Phương gia lại dám chạy sao? Mỗ gia thích loại trò chơi diều hâu bắt cả con này. Ưng tiên sinh ánh mắt chớp lên, đột nhiên dương cánh bay lên trên cao nhìn khắp xung quanh. Sau một lúc lâu, tên đại yêu này hạ xuống, nghi hoặc nói: kỳ quái, trong phạm vi trăm dặm đều không thấy bóng dáng hay tên tiểu tử kia, bọn chúng có thể trốn ở địa nơi nào đây? Diệp Húc cũng có chút tò mò. Chu Thế Văn và Phương Thần mặc dù trở thành vô sĩ nhưng còn chưa đạt tới trình độ trong khoảnh khắc liền đi được trăm dặm. Như vậy, trong một khoảng thời gian ngắn như thế, hai người bọn họ làm sao có khả năng trốn thoát được đây? Hay là hai người bọn họ trốn vào Việt Châu rồi sao? Diệp Húc sắc mặt cổ quái, cẩn thận nghĩ đến thì thấy quả thật là có khả năng này. Việt Châu không lớn hơn Liễu Châu, nhưng bởi vì gần Trung Nguyên nên phồn hoa hơn Liễu Châu rất nhiều. Đám người Diệp Húc đi vào trong thành, dọc đường đưa tới không ít ánh mắt. Cũng bởi vì tướng mạo của Ưng tiên sinh thật sự kinh thế hãi tục, không thể không làm cho người ta phải liếc nhìn. Tên đại yêu kia không quan tâm mấy ánh mắt đấy, hung quang quét khắp nơi, không biết là định tìm người đi Liễu Châu chuyển tin cho Diệp Tư Đạo, hay là bắt vài người đánh một bữa no nê nữa đây. Có Ưng tiên sinh ở bên cạnh thật sự là nguy hiểm, chi bằng tìm cơ hội thoát khỏi hắn mới được. Diệp Húc để Kiều Kiều ngồi trên lưng ngựa, dắt Can Sải Dao đi theo sau tên đại yêu này, đôi mắt chấp chấp xem chừng mọi nơi tìm kiếm cơ hội thoát thân. Ê tiểu tử, con chim này là của ngươi sao? Đột nhiên vài tên vô sĩ vây quanh một tên công tử quý tộc đi thẳng đến trước mặt Diệp Húc, ngẩng đầu đánh giá Ưng tiên sinh từ trên xuống dưới, tán thưởng mà nói: một con điểu yêu thật là hùng tuấn, tiểu tử, con chim này ngươi có bán hay không? Nói giá đi. Ưng tiên sinh giận tím mặt, cười gằn: tên nhóc con kia, ngươi nói cái gì? Ngươi mới là con chim này, cả nhà ngươi đều là con chim này. Diệp Húc cười thầm trong lòng: Ưng Kiều Kiều và Ưng tiên sinh quả nhiên là cha con, hai cái con chim này lúc mắng người đều cùng một giọng điệu. Một tên vũ sĩ trung niên áo đen phía sau tên công tử quý tộc kia đột nhiên biến đổi sắc mặt, lạnh lùng lên tiếng nói: Tam thiếu gia, đó chính là tên tiểu tử giết tứ thiếu gia và thất thiếu gia ở Hắc Hộc Lĩnh, làm hại ta bị nội phủ trách phạt kia. Diệp Húc dương mắt nhìn, tên vũ sĩ trung niên kia đúng là tên vũ sĩ Loan gia đánh lên hắn ở Hắc Hộc Lĩnh, Loan Sư Bình. Hóa ra là kẻ đã sát hại lão tứ lão thất sao? Tam thiếu gia, Loan Lưng Hữu sát khí bắt đầu động, hắn cười lạnh nói: ta vốn định cho người mấy lạng bạc mua con chim này, giờ cả bạc cũng không cần nữa rồi. Đỉnh đầu của hắn hiện ra một con nhện đen có vẻ phần tương tự con nhện yêu ngàn năm trong ngũ độc cốc kia, quái dị kêu lên, hung ác đến cực điểm. Môn vu pháp này của hắn tên là Thiên La Yêu Chu Đại Pháp, vừa đúng Thiên La Yêu Chu của một con tu luyện ngàn năm. Loan Lưng Hiếu thừa dịp con nhện yêu kia tỉnh ngủ ra khỏi động kiếm ăn, cẩn thận nghiền ngẫm tinh khí thần này đã được đến chỗ tinh diệu của môn vu pháp này. Thiếu gia,
Tên tiểu tử này tu vi chỉ là bồi nguyên tứ phẩm, nhưng thực lực xác thực không kém đâu. Lan Sư Bình vội vàng nói, ta đã tu luyện đến bồi nguyên bát phẩm, một tên tiểu vũ sĩ bồi nguyên tứ phẩm có thể mạnh nơi nào đây? Lan Sư Bình, ngươi lực trận cho ta, xem ta bắt hắn ra sao. Loan Lương Hiếu cười lạnh, tiến lên trước một bước, Thiên La Yêu Chu trên đỉnh đầu há mồm phun ra một cái mạng lớn, chụp xuống đám người Diệp Phúc, định bắt hết một nam một nữ, một ngựa cùng một yêu. Loại tơ nhện này cũng không phải là loại tơ nhện thật sự, mà là do nguyên khí tạo thành, chứng tỏ kỹ xảo vận dụng nguyên khí của hắn cực cao. Tuy nhiên trong mắt Diệp Phúc, vu pháp của hắn chỉ có vẻ bề ngoài, gặp đối thủ bình thường cũng được, nhưng nếu gặp kẻ thù mạnh hơn hắn, liền có thể dễ dàng xé cái mạng nhện nguyên khí này ra. Loan Lương Hiếu sử dụng loại vu pháp này hiển nhiên chủ yếu là để khoe khoang thực lực của bản thân mình. Ưng Tiên Sinh tức giận hừ một tiếng, đang muốn động thủ, đột nhiên bên người truyền đến hai tiếng rồng ngâm, một tiếng cao một tiếng thấp, sát khí nồng đậm, ngay cả y cũng không xét mà run, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đan điền Diệp Húc xuất hiện hai con dao long gào thét bay hướng Loan Lương Hữu. Ưng Tiên Sinh sắc mặt khẽ biến, thanh dao kiểu kích của tiểu tử này hiển nhiên đã đạt được thần vận của dao long, chẳng lẽ hắn đã gặp qua dao long chân chính rồi hay sao? Tu vi Diệp Húc đột nhiên mãnh trướng, kiểu chuyển nguyên công của hắn cũng được hắn tu luyện đến đệ ngũ chuyển, nguyên khí hóa thành màu lam, thanh dao kiểu kích cũng hoàn toàn thay đổi, biến thành hai con lam dao thoáng hiện lên trên không, hung uy làm người ta sợ hãi, lập tức áp chế khí thế hung ác của Thiên La Yêu Chu. Hai con dao long lộ ra móng vuốt, ra sức xé một cái liền xé tan mạng nhện, cổ móc lại biến thành một cái kéo, vây lưng trắng sáng cắt ngang hướng Loan Lương Hữu. Còn dám phản kháng sao? Lấy tu vi của ngươi, chỉ sợ ngay cả phòng ngự của ta cũng không phá được đâu. Loan Lương Hữu cười lạnh, con nhện yêu trên đỉnh đầu nhanh chóng phun tơ tầng tầng lớp lớp, thủ hộ quanh thân giống như một cái kén nhộng thật lớn vậy. Không xong, thiếu gia sơ suất quá rồi. Loan Sư Bình sắc mặt khẽ biến, hắn biết rõ Diệp Phúc ra tay linh hoạt sắc bén như nào, ngay cả vũ binh đều có thể chặt đứt được. Đang định ra tay cứu viện, hai gã vũ sĩ Loan gia bên cạnh liền ngăn hắn lại cười nói, Sư Bình, thiếu gia muốn khoe khoang một hồi, ngươi hả cớ gì làm hắn mất hứng như vậy. Còn chưa dứt lời, chỉ thấy hai con lam dao cắt qua, cái kén tơ nhện kia bực lên một tiếng liền bị mở ra. Mau cứu ta. Loan Lương Hiếu quát to một tiếng, hai con dao long lại cắt qua, lập tức cắt hắn thành hai nửa. Hai tên vũ sĩ ngăn cản Loan Sư Bình ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ rằng tam thiếu gia Loan Lương Hữu không chịu được một chiêu liền chết trong tay đối phương, lập tức mồ hôi lạnh chảy ra như suối. Loan Sư Bình hồn hển nổi giận gầm lên một tiếng, đánh tới Diệp Phúc. Hắn giận dữ nói, đợi chút nữa tính sổ hai người các ngươi sau, còn không cùng ra tay làm thịt tên tiểu tử này. Hai gã vũ sĩ kia lập tức tỉnh ra, quát to một tiếng, tả hữu giáp công thẳng hướng Diệp Phúc. Ưng Tiên Sinh, ngươi bảo hộ Kiều Kiều giúp ta, ta đối phó với bọn họ. Trong mắt Diệp Phúc hiện lên một tia sáng hưng phấn, đỉnh đầu vù vù một tiếng, liền hiện ra một tòa thanh quang hàn ngọc lâu, nguyên khí bao trùm quanh thân, nghênh hướng ba người kia. Ưng Tiên Sinh nao lắc đầu nói, tên nhóc khốn kiếp này còn hiếu chiến hơn cả mẫu gia kìa, Việt Châu là địa bàn của Loan gia, hắn không ngờ lại dám ở bên đường giết chết thiếu gia của Loan gia. Phòng trường tiểu tử này bị ta bắt rồi, coi ta như người bảo vệ cho hắn, không kiêng nể gì. Diệp Húc cũng không phải là hiếu chiến, mà là từ khi hắn rời khỏi Liễu Châu liền tao ngộ những thứ khủng bố như Ưng Tiên Sinh, Thiên La Yêu Chu, Ngũ Độc Cốc, kích thích hắn cần phải nỗ lực tiến về phía trước, cố gắng đuổi theo. Mà biện pháp nâng cao thực lực bản thân tốt nhất chính là chiến đấu, dĩ nhiên là dưỡng chiến, một đường đánh qua, đánh tới thế gian không còn đối thủ mới thôi. Hai gã vũ sĩ Loan gia kia nóng lòng lập công trục tội, đều tự tế khởi hai thanh vũ binh, chém tới Diệp Húc quát lên, tiểu tử, nhận lấy cái chết đi. Loan Sư Bình sắc mặt kịch biến, cao giọng quát lên, đừng tế khởi, ngọc lâu của tiểu tử kia cổ quái, có thể thu vũ binh. Còn chưa dứt lời, hai thanh vũ binh của hai người kia đã bị Diệp Húc dùng dao long cuốn lấy, đưa hết vào trong ngọc lâu mà trấn áp. Hai gã vũ sĩ Loan gia kia kinh hãi muốn chết, tiểu vũ sĩ bổ nguyên kỳ này thu đi vũ binh của vũ sĩ cố nguyên kỳ, loại chuyện này căn bản không có khả năng xảy ra, hiện giờ lại xuất hiện trước mặt bọn họ. Nếu như luận tu vi, Diệp Húc đương nhiên còn xa mới kịp bọn họ, nếu luận kinh nghiệm chiến đấu thì bọn họ lại còn xa mới bằng được Diệp Húc. Diệp Húc từ lúc tu vi bị phế tới nay gần như một đường đánh tới hiện tại, tu vi thấp kém như Sa Thông Thiên, Phương Đồng, tu vi cao như Loan Sư Bình, Tông Khai Dương, hắn chưa bao giờ sợ hãi, đều là trực tiếp hạ sát, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu thật sự là phong phú. Loại vật như vũ binh này tích càng nhiều càng tốt, hiện tại ta còn cần chưa cần đến, nhưng mai sau đến lúc ta tiến vào tam chân cảnh liền có thể đúc lại toàn bộ, tinh luyện lấy tinh hoa luyện chế ra một loại vũ bảo của chính ta kìa.
Diệp Phúc run run tay, liền thu vũ binh của hai người kia, thầm nghĩ trong lòng. Xoẹt xoẹt. Từng mảng long lân màu lam chui ra từ dưới da của hắn, điên cuồng sinh trưởng, trong chớp mắt trải rộng toàn thân. Diệp Phúc chỉ cảm thấy sức mạnh của mình cũng tăng mạnh, nguyên khí tràn ra ngoài cơ thể, thậm chí hóa thành long khí có hình, giống như một con dao long nhỏ bay múa quanh người hắn vậy. Loại uy thế này, ngay cả đại yêu như Ưng Tiên Sinh cũng đều phải liếc mắt. Tiểu tử này rốt cuộc tu luyện tâm pháp gì đây? Thân thể khí lực quả thật mạnh đến đáng sợ kìa. Khó trách tu vi của hắn đến nay mới đạt tới bổ nguyên ngũ phẩm, hóa ra là dùng nguyên khí rèn luyện thân thể. Nếu hắn tu thành môn tâm pháp này, chỉ sợ còn mạnh hơn cả ta. Ưng Tiên Sinh chớp mắt, trong nội tâm y vẫn còn coi Diệp Húc là Diệp Tần, con trai của Diệp Tư Đạo, đương nhiên cho rằng sở dĩ tu vi Diệp Húc kém, đúng là vì tu luyện môn tâm pháp rèn luyện thân thể này. Tô Kiều Kiều trừng to đôi mắt, nắm chặt tay khẩn trương nhìn về giữa sân. Nàng buồn bực trong lòng. Thiếu gia sao không cho ta hai thanh chùy đồng kia vậy? Hai quả chùy đồng dư hấu kia cực kỳ là nắng, gõ một cái thôi liền có thể đánh chết mấy kẻ xấu này rồi. Diệp Húc hạ một cước xuống, một tiếng cự hưởng vang lên, lập tức giống như một con viễn cổ cự thú, một chân giẫm nát trung tâm đường phố. Từng đường nứt nhìn đến ghê người lan tràn ra bên ngoài, trong chớp mắt hình thành một cái mạng nhện thật là lớn. Răng rắc một tiếng, những vết nứt đó lan đến phòng ốc hai bên đường, chỉ thấy bức tường một tòa nhà trong đó vỡ ra, gần như bị dư uy của một cước này chia ra làm hai. Đường phố Việt Châu vốn còn có rất nhiều dân chúng trong thành đứng ở bên trên xem, thấy cảnh tượng khủng bố này lập tức thét lên liên tục, đám người bỏ chạy bốn phía, không còn ai can đảm ở lại xem cuộc chiến. Lúc này Diệp Húc có thể nói là ác khí ngất trời, đó là hắn tu luyện thanh giao cửu kích ngưng tụ ra lệ khí giao long, hung uy bá đạo. Một cước này của Diệp Húc tạo cho hắn xung lượng thật lớn, tốc độ trong nháy mắt tăng lên cực điểm. Một bước tiếp theo liền đi đến trước người một gã vũ sĩ loan gia, tốc độ cực nhanh làm cho người ta không kịp nhìn. Dáng người của hắn vốn không có hề cao lớn, vận chuyển cửu chuyển nguyên công lập tức trở nên vừa gầy vừa cao. Bàn tay chộp tới trán vũ sĩ kia, chỉ nghe tiếng xoẹt xoẹt vang lên, tay hắn chảy rộng long lân chừng nửa thước, cả người giống như một con giao long hình người. Ưng Tiên Sinh không khỏi mắt sáng lên, y chưa từng nghĩ đến bình thường nhìn Diệp Húc cực kỳ yếu ớt, giống như một tên thư sinh đọc đủ thứ thi thư, mặc dù bị y bắt cóc cũng chưa hề tức giận. Không nghĩ lúc tên tiểu tử này động thủ lại có thể hung mãnh bá đạo đến như vậy. Cái này quả thật như một con mãnh hổ nằm bên núi rừng vậy, không động thì thôi mà động liền phải ăn thịt người. Hắn âm thầm đánh giá trong lòng. Oanh một tiếng, Loan Sư Bình cùng một tên vũ sĩ loan gia khác đều tự xử xuất vũ pháp sở trường, lần lượt đánh lưng của Diệp Húc phát ra thanh âm nặng nề như trung bại cách, đánh long lân trên lưng của hắn từng mảng mà vỡ vụn ra. Thân ảnh Diệp Húc cũng không hề lay động, một phát bắt được đầu vũ sĩ kia, đang muốn phát lực, đột nhiên một bàn tay nguyên khí đánh úp lại, nắm chặt lấy thân thể của hắn, khiến hắn nhất thời không thể cử động. Tô Kiều Kiều trừng to đôi mắt, nắm chặt tay khẩn trương nhìn về giữa sân. Nàng buồn bực trong lòng. Thiếu gia sao không cho ta hai thanh chùy đồng kia vậy? Hai quả chùy đồng dư hấu kia cực kỳ là nắng, gõ một cái thôi liền có thể đánh chết mấy kẻ xấu này rồi. Diệp Húc hạ một cước xuống, một tiếng cự hưởng vang lên, lập tức giống như một con viễn cổ cự thú, một chân giẫm nát trung tâm đường phố. Từng đường nứt nhìn đến ghê người lan tràn ra bên ngoài, trong chớp mắt hình thành một cái mạng nhện thật là lớn. Răng rắc một tiếng, những vết nứt đó lan đến phòng ốc hai bên đường, chỉ thấy bức tường một tòa nhà trong đó vỡ ra, gần như bị dư uy của một cước này chia ra làm hai. Đường phố Việt Châu vốn còn có rất nhiều dân chúng trong thành đứng ở bên trên xem, thấy cảnh tượng khủng bố này lập tức thét lên liên tục, đám người bỏ chạy bốn phía, không còn ai can đảm ở lại xem cuộc chiến. Lúc này Diệp Húc có thể nói là ác khí ngất trời, đó là hắn tu luyện thanh giao cửu kích ngưng tụ ra lệ khí giao long, hung uy bá đạo. Một cước này của Diệp Húc tạo cho hắn xung lượng thật lớn, tốc độ trong nháy mắt tăng lên cực điểm. Một bước tiếp theo liền đi đến trước người một gã vũ sĩ loan gia, tốc độ cực nhanh làm cho người ta không kịp nhìn. Dáng người của hắn vốn không có hề cao lớn, vận chuyển cửu chuyển nguyên công lập tức trở nên vừa gầy vừa cao. Bàn tay chộp tới trán vũ sĩ kia, chỉ nghe tiếng xoẹt xoẹt vang lên, tay hắn chảy rộng long lân chừng nửa thước, cả người giống như một con giao long hình người. Ưng Tiên Sinh không khỏi mắt sáng lên, y chưa từng nghĩ đến bình thường nhìn Diệp Húc cực kỳ yếu ớt, giống như một tên thư sinh đọc đủ thứ thi thư, mặc dù bị y bắt cóc cũng chưa hề tức giận. Không nghĩ lúc tên tiểu tử này động thủ lại có thể hung mãnh bá đạo đến như vậy. Cái này quả thật như một con mãnh hổ nằm bên núi rừng vậy, không động thì thôi mà động liền phải ăn thịt người. Hắn âm thầm đánh giá trong lòng. Oanh một tiếng, Loan Sư Bình cùng một tên vũ sĩ loan gia khác đều tự xử xuất vũ pháp sở trường, lần lượt đánh lưng của Diệp Húc phát ra thanh âm nặng nề như trung bại cách,
đánh long lân trên lưng của hắn từng mảng mà vỡ vụn ra. Thân ảnh Diệp Húc cũng không hề lay động, một phát bắt được đầu vũ sĩ kia đang muốn phát lực, đột nhiên một bàn tay nguyên khí đánh úp lại, nắm chặt lấy thân thể của hắn, khiến hắn nhất thời không thể cử động. Tiểu tử này cực sinh mãnh, vũ pháp không thể làm hắn bị thương được, đừng có liều mạng với hắn mà dùng cảnh giới áp chế kìa. Loan Sư Bình ra tay với khốn Diệp Húc, vội vàng cao giọng quát. Loan Sư Bình cũng không có cách nào, thân thể Diệp Húc mạnh, ngay cả vũ pháp của hắn cũng không dễ gây ra thương tổn, thế ra vũ binh lại sợ bị Diệp Húc thu đi, chỉ có thể dùng cảnh giới áp chế rồi đánh chết sau. Một tên vũ sĩ khác thấy thế cũng vội vàng sử xuất nguyên khí toàn thân, hóa thành một bàn tay to, đồng thời bắt Diệp Húc lại, quát lên: Loan Tư Học, mau chóng thoát thân, ra tay giết hắn. Tên vũ sĩ bị Diệp Húc bắt kia sớm đã bị dọa cho chết khiếp, một cái bắt này của Diệp Húc gần như cắt đầu của hắn thành 6 cánh hoa. Nếu không phải Loan Sư Bình phản ứng kịp thời, giờ phút này hắn đã chết rồi. Loan Sư Bình gọi hai tiếng, hắn mới hồi tâm chuyển ý lại, vội vàng trốn thoát khỏi bàn tay của Diệp Húc, một chưởng chụp vỡ lồng nguyên khí của Thanh Quang Hàn Ngọc Lâu. Hắn hung tợn nói: Tiểu tử, ta xem thân thể ngươi có thể mạnh đến đâu nào. Oanh oanh oanh, hắn đánh ra 10 chưởng liên tục, mỗi một chưởng đều dùng toàn lực, chứa nguyên khí cực kỳ thâm hậu, đánh cho long lân toàn thân Diệp Húc tấc tấc vỡ vụn, máu tươi tràn ra khỏi miệng. Ưng Tiên Sinh thấy thế âm thầm lắc đầu thầm nghĩ: Ai, tiểu tử này vốn một bậc tu luyện thân thể, không biết chỗ tốt của cảnh giới cao thâm, chỉ cần cảnh giới đủ cao liền có thể áp chế được đối phương, cho dù thân thể có mạnh hơn đi chăng nữa cũng không thể thi triển ra bản lĩnh được. Hiện giờ quả nhiên hắn chịu thiệt lớn rồi, xem ra vẫn cần Mỗ Gia ra tay, nếu không hắn sẽ bị người ta đánh chết, ta làm sao tìm ra Diệp Tần thứ hai để đổi kiêu nhi của ta đấy. Hắn đang định ra tay, chợt nghe một tiếng rồng ngâm giận dữ truyền đến từ trong miệng của Diệp Húc. Chu Thiên Tinh Đấu Luyện Khí Thuật vận chuyển, dắt Chu Thiên Tinh Lực cuồn cuộn không ngừng vào trong cơ thể của hắn, từng mảnh long lân lại mọc lên bao trùm toàn thân. Diệp Húc có khả năng khuếch trương Chu Thiên Tinh Lực chừng 10 thước. Trung tâm đan điền của hắn xuất ra một con lam dao quấn quanh thân. Dao long giống giận ngửa đầu phóng lên cao, làm hai bàn tay vây khốn thân thể từng khúc nứt ra, mang theo Diệp Húc xông lên giữa không trung. Đây chính là thanh dao kiểu kích xuất nguyên thức. Diệp Húc thoát vây, tựa như con ác dao trên không trung đột nhiên đánh tới Loan Tư Học. Vừa rồi đánh rất thích đi, hiện giờ đến lượt ta nào. Ầm một tiếng, Loan Tư Học trở tay không kịp, bị một chưởng của hắn đánh trúng ngực. Tên vũ sĩ cố nguyên kỳ này lập tức phun ra máu, bị một chưởng chứa sức mạnh cực lớn đánh cho đầu dưới chân trên đổ xuống mặt đất, lập tức bắn lên lăn lộn mười mấy vòng, ngã xuống ở hơn chục thước, nơi đi qua phiến đá lát đường đều bị đập cho vỡ nát. Oanh một tiếng, trong cơ thể Loan Tư Học đột nhiên xuất ra một tòa ngọc lâu, tan rã tại chỗ, hóa thành linh quan tiêu tán ở trên không trung. Một chưởng đánh chết vũ sĩ cố nguyên kỳ ư? Ưng Tiên Sinh lập tức dừng dự định ra tay lại, hai đôi mắt chim suýt nữa đã nhảy ra khỏi hốc mắt. Lúc này đây, ngay cả y cũng kinh ngạc vạn phần. Diệp Húc giao long thoát vây, dùng không chỉ có sức mạnh cơ thể mà bao gồm cả vô pháp, làm đứt đoạn hai bàn tay nguyên khí của hai đại vũ sĩ cố nguyên kỳ, khiến cho loại thưởng thức cảnh giới áp chế này gần như không có bất luận một tác dụng gì trên cơ thể của hắn. Tuy rằng đám người Loan Sư Bình không phải con cháu trung tâm của Loan gia, không thể đạt được Loan gia chân truyền, thực lực có chút kém, nhưng Diệp Húc chỉ là bồi nguyên kỳ, mà bọn họ lại là cố nguyên kỳ. Lấy tu vi bồi nguyên kỳ, một chưởng giết chết vũ sĩ cố nguyên kỳ, đây cũng quá là khủng bố. Tên nhóc khốn kiếp này, thân thể quá là mạnh, quả thực còn mạnh hơn cả yêu tộc chúng ta kìa. Có còn thiên lý nữa hay không đấy? Ưng Tiên Sinh gần như không kìm nổi, phải chỉ ầm lên. Vũ pháp mà vũ sĩ tu luyện, đại bộ phận đều là nhờ cậy vào yêu tộc dũng mãnh, quan tưởng rồi dẫn xuất ra pháp thuật. Thậm chí ngay cả vũ pháp mà Ưng Tiên Sinh tu luyện, Vũ Xà Quy Hóa Đại Pháp, cũng là quan tưởng đến loại yêu thú dị chủng thượng cổ vũ xà này mới tu luyện môn vũ pháp này đến mức hoàn mỹ được. Đây là bởi vì yêu tộc trời sinh khí lực mạnh mẽ, năng lực chém giết vượt xa các chủng tộc khác. Không nghĩ tới thân thể Diệp Húc, không ngờ không hề kém đại bộ phận yêu tộc cùng cảnh giới, thậm chí còn mạnh hơn không ít, gần với thượng cổ dị chủng. Hey, tên nhóc khốn kiếp này, nếu như tu luyện đến tam đan cảnh, thân thể có thể mạnh đến mức độ nào đấy? Chỉ sợ người khác không cần tu tập vũ pháp khác, chỉ cần quan tưởng ra hắn thôi, liền tu luyện thành một môn vũ pháp nhất đẳng rồi. Y lại không hề biết, cửu chuyển nguyên công Diệp Húc tu luyện đã đặt vào trong vu kho Diệp gia ước chừng 300 năm, không ai hỏi qua, bị coi như một môn tâm pháp vô bổ. Môn tâm pháp này rơi vào tay Diệp Húc mới dần dần có thành tựu xuất sắc như vậy. Tuy nhiên, cửu chuyển nguyên công chỉ có tâm pháp đệ nhất trọng, Diệp Húc cũng gần có thể tu luyện đến dung nguyên cửu phẩm mà thôi.
Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các tập tiếp theo.